đứng lại không được chạy. Hồ ly tinh. Chỉ dựa vào võ công quen của ngươi, khá lắm, chạy cũng nhanh đấy. Sao lại có tiếng sáo? Thổi khó nghe quá đi. Thả ta ra. Khó nghe hả? Thả ta ra. Vạn độc môn, gia luật thành long. Cứ ở trong đó từ từ sáng hối đi. Không biết thưởng thức thì đừng đánh giá người khác. Lão đệ, vẫn là đệ lợi hại. Nghe khúc tiễn biệt này khiến người ta dựng tóc gáy. Không hổ danh là khúc nhạc tự thân số 1 trong giang hồ. Nhưng lão đệ này, khúc sáo này có chút lạc nhịp. Huynh thì hiểu gì về nghệ thuật chứ? Ta khinh, nghệ thuật cái gì chứ? Ông xong làm gì, còn chưa tới Tết nữa. Đánh chung đón Tết sớm mà. Bắt được cô ta thì cũng sắp tìm thấy cha rồi. Đây mới là nghệ thuật. Huynh, ca múa biểu diễn. Tiêu rồi, khí này có độc. Huynh, Huynh không sao chứ? Tỉnh táo lại đi. Tiểu nương tử. Cô đây là nghệ thuật. Huynh làm gì thế? Có chuyện gì vậy? Huynh vừa trúng khí độc đấy. Ai đánh tôi vậy? Là nó. Tay nó mà to vậy sao? Này, giữa thanh thiên bạch nhật, hai tên cặn bã các người làm trò gì vậy? Ngươi là ai vậy? Nói ai là cặn bã chứ? Thánh y môn Nhiều Mẫn Mẫn, quả là một anh hùng cái thế. Không đúng, chỉ có mình ngươi là cặn bã, người kia không phải. Nha đầu, đừng có ở đây cản đường, mau chóng cút ra chỗ khác. Thánh y môn Hoa Sang Sang, đệ nhất mỹ nhân trong truyền thuyết. Hoa Sang Sang, đây không phải hoa cô nương sao? Giao lực thành long của vạn độc môn. Hôm nay môn phái bọn ta có chuyện quan trọng cần giải quyết ở đây. Hai vị vui lòng đến nơi khác đi. Vậy sao? Vậy thánh y môn các người đến đây làm gì? Chuyện của thánh y môn không đến lượt các người lo. Bọn ta ở đây bắt hồ ly tinh, các người ở đây bắt kẻ điên. Phải, bắt là bắt mấy kẻ điên như các người. Từ lâu đã nghe nói thánh y môn các người thích bắt đàn ông. Xem ra là sự thật rồi. Đừng ở đây khiêu khích môn phái của ta. Hơn nữa trông ngươi xấu như vậy, ai mà thèm bắt tên râu ria bờm sớm như ngươi chứ? Cô nói hết chưa? Có thôi đi không? Cái đồ xấu xí, có mắt thẩm mỹ không vậy? Biết trước sau phải trái là gì không? Nếu phải đi thì cũng là các người đi trước. Cô nói tiếp xem, đừng trách sao ta ra tay nha. Râu ta không có dài, đồ râu dài, không dài. Tôi nói dài, không hề dài, dài. Thật ra là rất dài đó. Ôi giật cả mình, thứ gì nữa đây? Trông có vẻ nhộn nhịp quá nhỉ? Tước vô thần. Tước vô thần, ta tìm người lâu lắm rồi đấy. Tước vô thần, thiên hạ đệ nhất thần kinh. Các người đang chữa bệnh cho hắn à? Người tìm ta có chuyện gì sao? Tiễn người về trời. Cái gì đây? Chân không cử động được nhỉ? Trả mạng cho ta đây. Xem đây. Bây giờ chúng ta làm gì đây? Linh hồn quan trọng, tước vô thần đang đứng chân chuông rồi. Phải mau kéo hắn đi. Mạnh dữ vậy, bộ này ăn táng tô cơm à?
xem lợi hại của tuyệt mạnh độc trong này. Hôi quá, không nhằm nhò gì đâu, không sao. Hãy xem độc trưởng của ta, còn chiêu nào khác không? Sao giống gãi ngứa quá? Đá chung đi. Không được, linh hồ quan trọng hơn, cứ đá đi. Được. Cảm ơn đã thả ta ra khỏi chỗ nhé. Hồ ly đâu? Sao lại là con chó vậy? Mau chạy thôi. Các người chạy không thoát đâu. Lượn thôi. Mau thả tôi xuống. Cái đồ ngốc này, gặp phải ngươi đúng là xui xẻo. Làm ơn mắc oán, là ta cứu ngươi đấy. Chạy tiếp đi, ta tự hỏi, ta với các người không oán không thù, mắc gì cứ phải triệt đường sống của ta. Cái gì mà không oán không thù? Hôm nay ta sẽ cho ngươi biết sự lợi hại của ta. Ta không tin ngươi không quen biết ta. Ta thật không biết ngươi là ai, nhưng bây giờ thì biết rồi. Ngươi có châm độc phải không? Ta cũng có. Hắn cũng có châm độc. Châm độc của ta đâu? Đâu rồi nhỉ? Khoan đã. Tìm thấy rồi. Có sợ không? Sao không mở được vậy? Hắn đang làm gì vậy? Tên điên đó, ai thắt nút chặt vậy? Chỉ cần chúng loại châm khác với người thường ngày của ta, trong vòng 7 ngày chắc chắn sẽ mất mạng. Ngươi đừng có bốc phét nữa. Sao ngươi biết người ta sẽ mất mạng sau 7 ngày chứ? Bởi vì sau 7 ngày ta sẽ tới nhà họ xem họ còn sống nữa không. Ta, ngươi đúng là tên biến thái mà. Ngươi còn tới nhà người ta kiểm tra nữa. Ta không phải biến thái, ta chỉ không giống với người khác thôi. Hôm nay ta sẽ cho các người nếm thử mùi vị khác biệt này. Này ngươi nói chuyện nhẹ nhàng lại chút đi. Có thể nói chuyện giống con gái được không? Ngươi có thể giống đàn ông chút được không? Xông lên coi. Nào, xem châm của ta đây. Cẩn thận. Thành Long, tên khốn nhà ngươi. Do ngươi đó, nếu không phải ngươi bắt con hồ ly đó, thì chúng ta đã không phải ở đây rồi. Ngươi đúng là sao chổi mà. Nếu không phải ngươi chọc vào tên điên đó, chúng ta đã không rơi xuống đây rồi. Ta khinh, đó là do ngươi đáng đời. Ta khinh. Im đi. Ta cho ngươi khỏi xuống nữa luôn, thử xem. Chiêu của ngươi đâu rồi? Ngươi... Phim được dịch Thuyết Minh và Lồng Tiếng tại phim châu Á. Ngực của ngươi. Sao ta lại có ngực? Ít hầu của ta đâu rồi? Ta có thêm cái gì vậy? Bảo bối của ta đâu rồi? Sao giọng ta lại biến thành con gái vậy? Sao giọng ta lại như đàn ông vậy? Đại sư huynh. Sư tỷ. Sư tỷ. Đại sư huynh. Tại ngươi hết đó. Được rồi mà. Sao ngươi cứ như đàn ông thế? Không phải tại ngươi thì sao mà ta biến thành đàn ông được chứ? Ngươi vốn đã là đàn ông rồi, cứ cho ta là đàn ông đi. Còn hơn ngươi một con quái vật xấu xí. Nam không ra nam, nữ không ra nữ. Có cái dám ấy. Dáng vẻ oai nghiêm của bổn công tử khiến bao thiếu nữ ngã gục dưới chân ta. Dáng vẻ oai nghiêm. Ngươi có thể kiên trì được lâu tới như vậy, đã coi như cố gắng lắm rồi đó. Ta khinh. Cứ coi là ngươi trông oai nghiêm thì đó cũng là trước đây thôi. Lông mũi của ngươi sắp dài tới nhân trung rồi đó. Ta mà không cứu ngươi thì ngươi mất mạng ở đây rồi. Ngươi đúng là độc mồm độc miệng mà.
Khốn kiếp thật. Độc gì vậy? Độc này hẳn là độc chuyển giới đã thất truyền từ lâu. Độc chuyển giới, tương truyền rằng nếu không thể giải độc trong vòng 7 ngày sẽ nổ tung tại chỗ và mất mạng. Nổ tung luôn sao? Vậy chúng ta làm sao đây? Ngươi ngạc nhiên gì chứ? Nhưng loại độc này chỉ có Tước Vô Thần mới có thuốc giải thôi. Điều quan trọng bây giờ là phải ra khỏi đây. Vừa hay mình cũng đang tìm hắn để trả thù. Đi mau thôi, đi lối này. Sao lại đi lối này? Đi lối này. Đi lối kia cơ mà. Ta bảo đi lối này. Mỗi người đi một đường đi, đừng đi theo ta. Tạm biệt. Phim được dịch, thuyết minh và lồng tiếng tại phim châu Á. Ai đi theo người thì người đó là chó. Ai mà thèm đi theo người chứ? Tên đàn ông thối tha, đừng để ta gặp lại ngươi. Ta sẽ xử ngươi đó. Tiểu tiện cái đã. Không phải chứ? Làm thế nào giờ nhỉ? Dùng cành cây kẹp nó vậy. Cứ lắc là lắc lư, huyền thật chứ? Phải làm gì đây? Sao lại quay lại đây nữa rồi? Chỗ này mình đi qua rồi thì phải. Mình không tin là mình không ra khỏi đây được. Có ai không? Có ai không? Tất cả là do tên đàn ông cõng hẹo kia. Hắn sớm muộn cũng sẽ bị rắn cắn. Này Thành Long, mau kéo ta lên đi. Thành Long, không phải ngươi rất độc mồm độc miệng sao? Ngươi vừa nói gì vậy nhỉ? Ta nói ngươi phong lưu phóng khoáng, anh tuấn tiêu xoáy. Ta nói là ngươi đẹp trai. Nói thì đúng rồi đó, nhưng cái thái độ này có vẻ không được lắm. Được rồi, ta nói ngươi phong lưu phóng khoáng, anh tuấn tiêu xoáy. Ta nói là ngươi đẹp trai. Ngươi không đánh giá gì bản thân ngươi sao? Bản thân ta sao? Ta là con lợn đần độn ham ăn biếng làm, đã được chưa? Nhìn thấy thái độ chân thành của ngươi, ta tới cứu ngươi đây. Ngươi nặng quá, ngươi nên giảm cân đi. Cái đồ độc mồm độc miệng nhà ngươi, ta sắp trúng độc rồi. Tên cha nam đáng ghét này, ngươi đã cướp đi nụ hôn đầu của ta rồi đó. Ai thèm hôn ngươi? Nam không ra nam, nữ không ra nữ chứ. Tên khốn nhà ngươi, không phải ngươi đi rồi sao? Sao lại quay lại đây? Ngươi không biết sao? Bây giờ đang là giờ thân, âm khí bắt đầu yếu dần, quái vật âm tà sẽ bắt đầu kiếm ăn. Bây giờ mà chạy lung tung thì chưa đợi tới lúc lấy được thuốc giải, cái mạng nhỏ này cũng xong đời luôn rồi. Mình bị sao vậy? Người bị nhện độc cắn rồi. Ta đã hút độc ra rồi.
Thành Long. Gia luật Thành Long. Ngươi tỉnh rồi sao? Ngươi sao vậy? Sao gì chứ? Ngươi nói theo ta đi. Luộc hột vịt lộn, luộc lộn hột vịt lạc. Nói cái này làm gì? Thì ngươi mau nói đi. Luộc hột vịt lộn, luộc hột vịt lộn. Miệng ta bị sao vậy? Phim được dịch Thuyết Minh và Lồng Tiếng tại phim châu Á. Nhìn mà xem. Ta nói cho ngươi nghe, ngươi bị trúng độc rồi đó, ngươi biết chưa hả? Vừa nãy ngươi cứu ta một mạng, nên ta sẽ miễn cưỡng cứu ngươi một lần. Ngươi bị như này, ngươi chỉ cần tự tát vào mặt 47-49 lần. Vừa tát vừa nói. Đã quá, đã quá đi. Như vậy là được rồi. Muốn trả thù ta thì cứ nói, không cần phải phiền phức vậy đâu. Ta đã nói cách giải độc rồi đó, ngươi tự mà làm đi. Tên ngốc mới làm vậy. Ngươi đúng là đồ sĩ diện, rồi cũng vẫn làm theo cách của ta thôi. Có cái dám ý, ta tự dùng nội công ép độc ra đó. Thôi ta xin, bây giờ hai ta đều mất hết võ công, ngươi lấy đâu ra nội công chứ? Này, ngươi có thấy đói không? Đói thì sao? Ngươi muốn ăn thịt không? Rồi sao? Ta nói này, trình độ giáo dục trung bình của Vạn Độc Môn các ngươi là giáo dục thai nhi sao? Ai mà không biết Thánh Y Môn bọn ta luyện võ công có tính âm, Vạn Độc Môn các ngươi luyện võ công có tính dương. Bây giờ chúng ta âm dương hoán đổi, võ công đều mất hết rồi, chúng ta phải sinh tồn thế nào đây? Định học lỏng võ công của bọn ta sao? Chúng ta ăn gì? Cái này đơn giản ý mà, để thức ăn tự đưa đến cửa là được rồi. Đưa đến cửa. Đúng là tên ngốc, không hiểu nghĩ kiểu gì nữa. Ngươi làm gì đó? Không phải bây giờ đang là mùa xuân sao? Bây giờ ta học cách kêu của heo đực, để thu hút heo nái tới. Ngươi hiểu chưa hả? Mùa xuân, heo nái. Ngươi lố quá rồi đó. Phim được dịch Thuyết Minh và Lồng Tiếng tại phim châu Á. Có thật luôn này. Ngươi nấu ăn cũng được đó nhỉ? Cho ta mượn vai dựa chút đi. Dựa chút thôi thì có làm sao? Đúng là keo kiệt. Ta á, lúc còn nhỏ, cha ta thường xuyên đi săn thú, nên ta nướng đồ ăn mới ngon như vậy. Vậy à, còn ta thì khác. Thật ra lúc ta 7 tuổi, Tước Vô Thần đã hại cha ta. Sau chuyện đó, mẹ ta đã lãnh đạo môn phái, cho nên ta thề, ta nhất định phải lấy mạng chó của hắn. Chúng ta đều trúng độc rồi, phải ăn thật ngon, bảo toàn tính mạng. Cho người này, cho ta sao? Cái này ngon lắm đấy. Cha ta từng nói, nơi nào có nước chắc chắn sẽ có nhà, đi theo dòng suối là có thể ra ngoài. Xem ra người cũng có hiểu biết đấy. Nhưng mà sao phía trước cứ thế nào ấy? Thôi xong. Ngươi làm gì vậy? Này, này, đi ra đừng có làm phiền ta, đang vận công giải độc. Ngươi bớt cho ta nhờ. Bây giờ ngươi đang là con gái, lấy đâu ra công pháp chứ? Này, Thành Long, ngươi sao vậy?
bụng tao đau quá. Thành Long, phim được dịch Quyết Minh Thành Long, ngươi đến rồi. Đến gì chứ? Không biết à? Thì là Bà gì chứ? Bà gì của ta đi bán muối từ lâu rồi. Không phải, nó là đến kỳ đấy. Mỗi tháng hả? Đau đến vậy sao? Thế nào rồi? Đã đỡ hơn chưa? Đây là đâu vậy? Ổn không vậy? Thế nào rồi? Vừa nãy ta bị gì vậy? Ngươi đến kỳ rồi, ta cho ngươi uống một viên đan dược. Hết đau chưa? Ta, sao bí kíp giải độc của tôi không linh nghiệm nhỉ? Bình thường giải mấy loại độc này dễ như trở bàn tay. Bây giờ biết làm phụ nữ khổ sở thế nào chưa? Mặc kệ ngươi. Dù sao thì bây giờ chúng ta cũng không thể thoát khỏi đây. Thời gian thì cấp bách. Hay là thế này đi, ngươi có giải độc tâm pháp, ta có trừ độc tâm pháp của Thánh Y Môn. Không thì chúng ta đổi cho nhau đi. Muốn học chiêu thức của Vạn Độc Môn ta, không có cửa đâu. Được thôi, vậy thì mỗi tháng cố chịu đau đi. Luyện, bây giờ luyện liền nè. Thiên hạ đều biết độc của Vạn Độc Môn là độc nhất trong giới chính đạo. Nhưng bọn ta làm sao chế được loại độc đó? Bí mật hôm nay sẽ được hé lộ. Đẹp trai quá. Để ta yên, cút dùng đi. Tiểu Phương, chúng ta đi thôi. Đừng bỏ ta mà. Đáng thương quá mà. Yên nghỉ đi. Phim được dịch Thuyết Minh và Lộ. Đây chính là phương thức chế độc của Vạn Độc Môn. Thì ra chế như vậy. Không sai. Nhờ có nó mà Vạn Độc Môn bọn ta hưng thịnh nhiều đời. Vô liêm sỉ như vậy. Chiêu này không luyện cũng được. Không luyện thì thôi. Ta không luyện nữa là được chứ gì? Ngươi lợi hại, ngươi giỏi mà. Không luyện thì làm sao ra khỏi đây? Làm sao báo thù? Không luyện nữa thì chúng ta làm sao đây? Báo thù gì chứ? Báo gì mà báo? Con người ngươi thay đổi chóng mặt luôn đấy. Cút đi. Đừng để ta gặp ngươi nữa. Thành Long, ta khát quá. Thành Long, người đâu rồi? Thành Long à? Thành Long, ngươi đừng quậy nữa, mau ra đây đi. Ta nói ngươi biết, ngươi không dọa được ta đâu. Phim được dịch Thuyết Minh và Lồng Tiếng tại Phim Châu Á. Ta đếm đến năm, ngươi mau bước ra đây. Năm. Bốn. Sang sang. Con ở đây đếm từ 5 đến 1. Chờ cha về có được không? 2 1 Cha. Thành Long. Thành Long à? Người đâu rồi? Thành Long ơi. Thành Long,
Đồ ngốc, ngươi làm gì vậy? Thành Long, cứu ta với. Lúc nãy muội sao vậy? Sức khỏe của muội không tốt. Không cần huynh quan tâm. Đã đến lúc này rồi mà còn cứng miệng. Lúc nhỏ, cha muội dẫn muội đến bờ suối chơi. Nhưng ông ấy đột nhiên bỏ rơi muội rồi biến mất. Lúc được gặp lại cha, thì ông ấy đã bị tước vô thần sát hại. Kể từ đó muội có một căn bệnh. Nếu muội đứng một mình ở bờ suối, phim được dịch, thuyết minh và lồng tiếng tại phim châu Á, thì sẽ đột nhiên được rồi, không sao nữa rồi. Sau khi ra ngoài, huynh sẽ làm gì? Sau khi ra ngoài, thì sẽ đi tìm tước vô thần để báo thù thay cho muội, nhân tiện bắt hắn giải độc cho chúng ta. Thật sao? Thật đấy. Sao vậy? Đêm qua sợ làm muội tỉnh giấc, cả đêm không dám nhúc nhích. Đồ ngốc, để muội xoa bóp cho huynh. Này, huynh đang nhìn cái gì vậy? Xem ra trời nổi gió rồi. Khí độc đang giảm dần rồi. Chúng ta đi thôi. Bây giờ là thời điểm thích hợp. Bây giờ sao? Đã đến lúc ra ngoài rồi. Nào. Muội xem, khí độc đã tan hết rồi. Đi thôi nào. Tránh ra coi. Ngươi là sư huynh? Hạ tiện này. Này nữa, cũng hạ tiện luôn. Ai mà to gan vậy? Dám chửi mắng người ở môn phái bọn ta sao? Đại nãi nhiêu, ta mới đi được vài ngày mà muội đã không nhận ra ta rồi. Sư tỷ, sư tỷ, tỷ vẫn còn sống sao? Một miếng khăn che mặt cũng không đeo. Các người muốn bị đánh đòn đúng không? Sư tỷ, bình thường tỷ đâu có đeo khăn che mặt đâu chứ. Tỷ mau tháo ra đi. Ta bị đậu mùa, không sợ xấu xí thì lại đây. Lại đây. Không sợ. Tháo khăn che mặt xuống, để ta xem. Ngươi là ai? Đệ là nhị công tử của Vạn Độc Môn, Gia Lập Thành Long. Ngươi là đệ đệ của ta sao? Rất vui được gặp đệ. Vậy ta vẫn là sư huynh của ngươi đó. Người đâu? Bắt hắn lại cho ta. Đợi đã. Sao huynh khăng khăng ta không phải sư đệ của huynh? Ngươi đúng là vô lý hết sức. Đệ đệ của ta có râu. Ngươi tự nhìn lại ngươi xem. Đệ cạo râu không được sao? Nói có sách, mách có chứng. Người đâu, bắt hắn lại cho ta. Đợi chút. Lúc nhỏ, huynh lén xem gái tắm.
bị đánh gãy một cái răng. Trên mông có hai nốt ruồi đúng không? Hay là huynh cởi ra cho mọi người xem. Các ngươi không được cười. Ngươi thật sự là đệ đệ của ta sao? Coi đây là gì nào? Lúc nhỏ đệ đệ của ta bị chó cắn, để ta xem ngươi có vết cắn nào không. Quả nhiên là không có. Tên lừa đảo nhà ngươi. Là chân này nè. Huynh nhớ nhầm rồi đó. Vậy ngươi trốn cái gì chứ? Đệ mông đệ ngứa, đệ đi gãi chút thôi. Mẫu thân, tháo khăn che mặt ra, để ta xem rốt cuộc là con bị bệnh gì. Ngươi không phải là gia luật Thành Long của Vạn Độc Môn sao? Sao lại là ngươi? Con gái của ta đâu? Bà mẫu, vãn bối, bất đắc dĩ mới phải làm như vậy. Ngươi chỉ cần phối hợp nói con là Sang Sang, con sẽ cho người biết chỗ ở của Sang Sang. Quỳ xuống. Đừng nghĩ rằng ta là đứa trẻ 3 tuổi. Định lừa ta sao? Ngươi có bằng chứng gì? Có ngọc bội của Sang Sang. Đây. Được rồi, mọi người đừng nghi ngờ nữa. Nó thực sự là con gái ta, Hoa Sang Sang. Phòng luyện đan ở đâu vậy? Chỗ này có khói. Sư đệ, xin lỗi mấy huynh, đệ nhầm phòng. Đệ đệ, đến sớm không bằng đến đúng lúc. Cả người đều bốc mùi rồi. Vừa hay đệ cũng tới đây, chúng ta tắm cùng luôn đi. Không cần đâu, đệ đang tìm phòng luyện công. Tìm phòng luyện công làm gì chứ? Cứ tắm đi, rồi huynh sẽ chuyển phòng luyện công qua phòng của đệ. Đệ đang bị bệnh nên không tắm được. Đệ bị bệnh gì vậy? Không được đụng vào nước. Chúng ta còn có chỗ xông hơi. Đệ xông hơi một lúc đi. Qua đây nào. Đệ ngồi đi. Đệ cứ ngồi đây xông hơi đi. Lát nữa huynh sẽ kỳ lưng cho đệ. Xông hơi một lúc rồi qua đây luôn nhé. Đại sư huynh dạo này luyện võ công gì vậy? Bí ẩn vậy trời, cứ dăm ba bữa lại không thấy đâu. Sư huynh, bọn đệ đến hiếu kính sư huynh đây. Đúng đó, đệ kỳ lưng, không cần đâu. Kỳ lưng đi mà, huynh không cho đệ kỳ lưng là không nể mặt đệ đó. Sao ta lại không nể mặt đệ được? Vậy để đệ kỳ lưng cho huynh. Đúng vậy, để ta kỳ lưng cho huynh, đệ nữa. Được rồi, không tới lượt mấy đệ kỳ lưng đâu. Hôm nay, ta sẽ là bổn phận của một huynh trưởng. Qua đây. Tiêu rồi, thí bà rồi. Đệ qua đây. Mình phải mau nghĩ cách chạy khỏi đây thôi. Chỗ này đúng là địa ngục mà. Chặn nó lại. Đệ đệ à, hôm nay ta nhất định phải kỳ lương cho đệ. Nào, đệ cởi đồ ra đi. Đệ cởi giúp huynh nhé. Đệ đệ, xà phòng rơi rồi. Đừng giẫm chân ta. Đệ đi trước đây. Đệ đệ, đệ hai ngày tắm một lần đấy à? Tắm thôi mà sao khó khăn vậy nhỉ? Nửa đêm còn phải tắm lén nữa. Nếu có người kỳ lưng cho thì tốt biết mấy. Sư tỷ. Ai đó? Sư tỷ. Là muội đây. Mẫn mẫn. Mẫn mẫn. Nửa đêm muội không ngủ mà đến phòng ta làm gì? Sư tỷ. Sư tỷ đang tắm sao? Có cần trà lưng không? Không cần, không cần đâu. Ta bị bệnh đậu mùa, không tiện cho lắm. Muội mau về đi. Được thôi. Ê...
Đúng rồi sư tỷ, xem nữa muội quên mất. Có một chuyện không biết có tiện hỏi tỷ hay không? Muội hỏi đi. Sư tỷ, sau khi tỷ và gia luật thành long của vạn độc môn rơi xuống núi, có xảy ra chuyện gì không? Chuyện đó không có chuyện gì xảy ra cả, sao vậy? Thì là lần đầu tiên khi mà muội nhìn thấy thành long tiểu ca ca thì muội đã bị thu hút bởi vẻ ngoài đẹp trai của huynh ấy rồi. Không phải hắn là tên dâu lá bẩm sơn sao? Dâu lá bẩm sơn thì sao chứ? Muội nghĩ để dâu rất là đẹp trai. Muội muốn hỏi thử xem huynh ấy đã có người trong lòng chưa? Muội là đang muốn hỏi chuyện này đúng không? Vậy hôm khác ta sẽ hỏi giúp muội. Muội mau ra ngoài đi. Sư tỷ, vậy muội đi trước đây nhé. Tiểu cô nương này xuất quỷ nhập thần, cảm giác có chút kỳ lạ, nhưng lại có đến hai người con gái cùng thích ta. Ta phải làm sao đây? Sau này sẽ không có chuyện gì xảy ra chứ? Lễ vật à? Mau lên. Mau lên coi. Mau. Được không vậy? Cứ vậy mà vô vọng cô ấy sao? Huynh không cần phải ngại đâu. Đệ đã nói trước với Sang Sang rồi. Huynh muốn nói gì với Sang Sang, cứ vào đó nói đi. Được rồi. Huynh mau chút đi. Mà này, đệ có thấy hôm nay Huynh tuấn tú hơn không? Đỉnh của chóp. Đệ nhất mỹ nam luôn. Huynh nhanh chân đi, đừng có lể mề nữa. Đệ nghĩ Huynh có nên tặng món gì cho cô ấy không? Một đóa hoa chẳng hạn, hay là gì đó? Huynh làm ơn đừng có vòng vo nữa. Đệ đã nói rồi, cứ giao cho đệ, mau vào đi. Hoa cô nương. Hoa cô nương. Ai đang sờ mông mình vậy? Thoải mái quá đi. Sang Sang. Phim được dịch, thuyết minh và lồng tiếng tại phim châu Á. Nhất định đang thử mình đây. Ta không dám. Ta nghĩ chúng ta cứ từ từ thôi. Thích quá đi. Người muốn làm gì đây? Không muốn gì hết. Đừng nha. Thử gì mà thử chứ? Không nhịn nữa. Chuyện gì đây chứ? Gia luật bảo Sang Sang ta đến đây. Đợi đã. Tên dê sồm nhà huynh sao lại ở trong phòng của ta? Không phải lúc nãy muội quyến rũ ta sao? Lúc nãy gì chứ? Cút ra ngoài đi. Người đâu? Đừng. Người đâu? Hoa cô nương. Hoa cô nương à? Ta chỉ muốn nói với muội. Ta thích muội. Ta không bao giờ thích huynh đâu. Ra ngoài cho ta. Cút. Cút liền cho ta. Ai cũng gạt ta. Sư huynh ơi, để nghe nói huynh về rồi. Sư huynh,
Đệ đừng qua đây. Sư huynh, sao lại làm thế? Làm ba cái chuyện ngu ngốc này. Sư huynh. Ta ngốc quá mà. Một chút nữa thôi. Chỉ cần chút xíu nữa thôi là có thể vượt qua phép thử rồi. Được rồi, không trách huynh được, phải trách đệ này. Đệ không nói với huynh, Hoa Sang Sang này có thể vừa nước cụt vừa đánh rắm, chút nữa là đệ chôn thây dưới thung lũng đó luôn rồi. Nhưng mà không phải huynh nói cô ấy thơm tho lắm sao? Còn thấy thơm nữa không? Đệ nói linh tinh gì vậy? Tiên nữ như vậy sao có thể vừa nước cụt vừa đánh rắm chứ? Tiên nữ đã cho ta một cơ hội, nhưng ta lại không nắm bắt được. Giờ lại động chạm cợt nhã cô ấy. Cô ấy nhất định. Huynh nói cái gì? Để hỏi nhiều thế làm gì? Không phải thấy ta chưa đủ mất mặt sao? Cợt nhã cô ấy. Sư huynh, để hỏi huynh, ba đậu thêm hoa sen vào sẽ tạo ra cái gì? Còn cần huynh phải nói sao? Tất nhiên là thông trường tán rồi. Phải ha. Vậy làm thế nào để tạo ra xuân dược đây? Đậu nảy mầm, sau đó chín và rụng xuống. Như vậy mới có công dụng như xuân dược. Để hỏi cái này làm gì? Chuyện này khó có thể nói hết ngay được. Cấp báo trưởng môn, Hoa Sang Sang của Thánh Y Môn cầu kiến. Nhanh đến vậy sao? Người bảo bọn họ ở phòng luyện đập chờ ta. Làm sao đây? Bình tĩnh đi. Để đi gặp bọn họ xem sao. Huynh cứ đợi ở đây. Không có ma nào cả. Quá tốt. Độc của mình đâu nhỉ? Dám đánh thuốc mình. Hoa Sang Sang đáng ghét này. Ta xử đẹp muội cho xem. Ai vậy? Có ai không? Mẫn Mẫn, sư tỷ, sư tỷ hôm nay muội có việc, lát nữa sẽ nói tỷ biết. Ra đây, ra đây cho tỷ, mau. Hôm nay muội có việc thật đấy, rảnh sẽ nói tỷ biết. Ra ngoài mau lên, tỷ nghe muội nói. Muội điên rồi phải không? Hôm nay không phải là lúc, muội có việc thật mà. Tỷ đừng đuổi theo muội nữa. Nghe đầu này, lấy đâu ra vậy? Cái này là cho Thành Long, đưa nó cho tỷ. Không được, đưa đây. Muội không đưa đâu. Sư tỷ, sao tỷ cứ cướp đồ của muội thế? Thật tình. Suy suốt gì chứ? Nói cho tỷ biết, hôm nay muội đến đây để tỏ tình với Thành Long. Gia luật Thành Long. Sư tỷ, sư tỷ à, tỷ không sao chứ? Ngươi là ai vậy? Sao lại đến tìm ta vậy? Tên điểu cáng, huynh làm gì vậy? Chuyện gì thế? Hoa Sang Sang, đúng là không còn mặt mũi gì mà. Sáng thì sờ mó ta, còn giờ thì gian díu với gái. Đừng nói nữa, mau cản cô ấy lại đi. Đứng dậy cho ta. Tiểu cô nương này. Điểm huyệt. Hết cả hồn. Sư tỷ. Cái gì? Sư tỷ.
Chuyện này sao lại có đến hai Hoa Sang Sang? Thật nổi đầu à? Chuyện này là sao? Bọn họ hình như bị hoán đổi rồi. Đừng hét nữa. Ta là Hoa Sang Sang. Hắn là Gia Luật Thành Long. Thảo nào thấy quen như vậy. Hóa ra Hoa Sang Sang luôn ở bên cạnh mình. Đồ vô liêm sỉ. Tức quá đi. Ta xỉ đẹp huynh luôn. Đừng mà sư tỷ. Bội lại bảo vệ cho hắn. Chuyện này. Đợi đã. Hoa cô nương. Phim được dịch, thuyết minh và lồng tiếng tại phim châu Á. Hoa cô nương. Mọi chuyện rốt cuộc là như thế nào vậy? Quên đi mà hỏi cái tên khốn đó đi. Muội có thích ta không? Ta thừa nhận Gia Luật bảo huynh rất tốt với ta. Huynh là người tốt, nhưng chúng ta không hợp nhau. Thành Long ca ca. Thành Long ca ca ơi. Lớn hơn mình luôn sao? Dù cho huynh có thành ra thế nào, muội cũng vẫn thích huynh. Sao vẫn chưa tỉnh vậy? Ta không biết. Đây, người cầm lấy. Ta đỡ nó. Người cho nó uống. Thành Long ca ca. Thành Long ca ca ơi. Kỳ vậy ta. Lẽ nào hết hạn à? Có cần hô hấp nhân tạo không? Ta cũng biết làm đấy. Mày khoan đã. Còn một chiêu nữa. Thành Long ca ca, huynh tỉnh rồi. Sang Sang đâu? Đệ còn dám hỏi sao? Đệ biết lúc nãy đệ làm gì không? Làm gì? Đệ vừa hôn trộm Mẫn Mẫn nhà người ta. Đệ nói xem, người ta sau này phải sống thế nào đây? Làm lại lần nữa cũng được. Ta mặc kệ, ta đi tìm Sang Sang. Đệ vừa hôn một người, giờ còn muốn chạy theo hôn thêm người nữa. Đệ còn phải con người không vậy? Đệ không tìm cô ấy, thì đệ và cô ấy toi mạng đấy. Mấy lời vô sỉ này đệ còn nói ra được. Không tìm cô ấy thì đệ và cô ấy toi mạng. Ta thật sự không có đệ đệ như đệ. Quỳnh cho đệ biết tay. Hai người đừng có la lối nữa. Thành Long ca ca, sư tỷ chắc đã về nhà từ lâu rồi. Huynh không kể cho bọn ta biết mọi chuyện, bọn ta làm sao giúp huynh đây? Đúng đó. Mau kể cho bọn ta biết đi. Ta sẽ kể hết cho các người biết. Chuyện kể là ta với Sang Sang té xuống núi, chuyển giới, đói rét sợ quá trời. Vì để sống sót mà vận công, hai bọn ta đã sống cực như chó. Mẫu thân, mẫu thân, Sang Sang, mẫu thân, sao vậy con gái? Tên Thành Long nhẫn tâm đó, hắn đã phụ lòng con. Con nói từ từ thôi. Con sẽ không tin tưởng hắn nữa. Cái tên nhẫn tâm này, mẫu thân sẽ trả thù cho con. Trưởng môn, sư tỷ, con không muốn sống nữa.
Trưởng môn, người phải làm chủ cho con. Do Lập Thành Long, hắn ta giả danh sư tỷ để ức hiếp con. Cái tên Gia Lập Thành Long này không đối tốt với con gái ta là đã không thể tha thứ được rồi. Lại còn dám ức hiếp đệ tử của ta. Khóc cái gì? Gia Lập Thành Long không bằng cầm thú, chịu trừng phạt đi. Nào, đứng dậy rồi nói. Sư tỷ, muội phải làm thế nào đây? Có phải sau này muội chỉ có thể gả cho Gia Lập Thành Long? Bây giờ hắn mang thân hình của một nữ nhân, muội không gả cho hắn được đâu. Vậy thì muội cũng không muốn sống nữa. Muội đừng làm loạn. Sư tỷ, muội phải làm sao đây? Muội đã từng thề nhất định sẽ cưới người đã lấy đi nụ hôn đầu của muội. Nhưng bây giờ sư tỷ, không lẽ tỷ vẫn còn tình cảm với hắn sao? Sau này Hoa Sang Sang ta không còn quan hệ gì với Gia Luật Thành Long nữa. Sư tỷ, cảm giác tốt đấy. Huynh đừng làm loạn nữa. Chờ một chút, để ta suy nghĩ một chút. Đệ và Hoa Sang Sang đều đã thay đổi giới tính, hơn nữa còn ở một mình dưới vực mấy ngày. Trao đổi môn phái chỉ là để dụ cho Tước Vô Thần đến đây sao? Khi đệ là Hoa Sang Sang, huynh còn tỏ tình với đệ nữa cơ. Ta nói cho đệ biết, đệ đừng có nhắc chuyện này với ta nữa, có biết không? Sư huynh của đệ cả đời anh minh đều bị đệ hủy hoại hết rồi, có biết không? Nói vậy thì huynh đã nghĩ kỹ rồi. Khổ nỗi chẳng lại chiếu canh mương. Thôi bỏ đi, không còn sớm nữa. Đệ chuẩn bị xong sẽ đi ngay đây. Đệ chờ một chút. Lần này đệ đến Thánh Y Môn, lành ít dữ nhiều. Đệ phải cẩn thận với Duyệt Tuyệt. Bà ấy cũng rất tốt mà. Đệ có biết tại sao người ta lại gọi bà ấy là Duyệt Tuyệt không? Nhớ khi xưa có một tên tiểu tử vô tình đắc tội với đệ tử của Thánh Y Môn. Không ngờ Duyệt Tuyệt lại cho hắn uống thuốc tráng dương 3 ngày 3 đêm, còn tìm mang đến rất nhiều mỹ nhân là lơi quyến rũ ở bên cạnh hắn. Cuối cùng tên tiểu tử này thế mà lại không chịu đựng nổi, đau đớn mà qua đời. Thế nên đệ, tự mình giải quyết đi. Đứng lại, hay cho tên Gia Luật Thành Long nhà ngươi đang định tìm ngươi tính sổ. Không ngờ ngươi lại tự mình đến đây. Hoa trưởng môn, tôi đến tìm Sang Sang. Người đâu? Trói hắn lại cho ta. Vâng. Hoa trưởng môn, tôi muốn gặp Hoa Sang Sang. Câm miệng. Người đâu? Tiểu hình. Vâng. Hoa trưởng môn, hình phạt này của bà nhột quá. Là đang xoa bóp sao? Đúng là tên không biết xấu hổ. Đây là hình phạt tiểu hình do ta sáng tạo. Nó sẽ làm người đứt hết kinh mạch, biến người thành một tên phế vật, gia tăng tiểu hình. Sang Sang, con hãy đến xem thử. Sang Sang, ta không chịu nổi nữa rồi. Ta thật sự không thể chịu nổi nữa rồi. Sang Sang, vô liêm sỉ.
Con gái à, đừng bao giờ tin tưởng nam nhân. Chỉ cần là nam nhân thì đều sẽ sáng nắng chiều mưa. Hắn đáng bị phạt. Vậy còn phụ thân thì sao? Làm sao có thể giống nhau được? Huynh, hôm đó huynh đã bị trúng độc. Xin lỗi muội. Xin lỗi muội. Phim được dịch Thuyết Minh và Lồng Tiếng tại phim châu Á. Giang Giang, con đừng để hắn lừa. Hắn đang giả vờ đó. Mẫu thân, con tin huynh ấy. Mẫn Mẫn, nói đi, độc hôn là thế nào đây? Con xin lỗi sư phụ. Con đã nói dối. Là đầu óc con mê muội. Là con khiến Thành Long bị trúng độc hôn. Nhưng sư phụ, con thực sự rất thích huynh ấy. Xin sư phụ đừng đuổi con ra khỏi sư môn. Yêu nam nhân không phải lỗi của ngươi, nhưng yêu nam nhân của con gái ta thì không thể tha thứ được. Chuyện đã đến nước này rồi, chỗ này không thể chứa ngươi nữa rồi. Ngươi đi đi. Sư phụ. Rốt cuộc thì khi nào huynh mới tỉnh lại đây? Thành Long, huynh tỉnh lại rồi sao? Muội, ta, huynh nằm xuống trước đi đã. Huynh vừa mới chịu tiểu hình, đừng kích động. Chuyện này cả hai chúng ta đều có lỗi. Huynh không cần nói gì cả, để muội nói. Nhưng nhìn huynh thảm hại như vậy, ta sẽ tha thứ cho huynh. Chỉ cần chúng ta đồng hành cùng nhau, huynh thấy có đúng không? Ta đang mắc kẹt. Bổn tiểu thư đang nói nghiêm túc với huynh, vậy mà huynh lại nói với ta là huynh mắc kẹt cái gì chứ? Huynh biết lần này đều là lỗi của huynh, nhưng huynh không muốn phải xa muội, muội có biết không? Nhưng tước vô thần sắp tới rồi, chúng ta phải tranh thủ thời gian, nghĩ ra cách đối phó. Không phải huynh nói muốn đi tệ sao? Ta đi giặt quần đây. Chợ ma là chợ buôn lớn nhất trong giới võ thuật, cái gì cũng có. Muội cảm thấy chỗ này chắc không bán cống tinh đâu. Bán thân che đây. Bán thân che đây. Hai vị cần gì? Hai vị mua thân che không? Ta mua thân che. Có ngay, cô nương đợi chút. Cô nương thấy thân che này thế nào? Miếng này bán thế nào vậy? Người khinh thường ta bán thân tre sao? Bao nhiêu ra giá đi? Có tiền thì sao chứ? Người đang kiếm chuyện đấy à? Ta chỉ muốn mua thân tre của ngươi thôi. Ta không có ý coi thường ngươi bán thân tre. Và lại mía cũng ngon mà. Mía ngon. Vậy tre thì không tốt à? Ngươi đừng có khen cái này chơi cái kia được không? Dừng lại đi, ta không có khen cái này chơi cái kia nha. Cây tre này có gì khác biệt chứ? Sao nào, mùi vị ngon lắm à? Thế ngươi đã từng ăn măng, măng ngâm, còn cả măng khô chưa? Ăn ngon không? Hôm qua ta ăn cái đó, ta thấy vị nó không ngon đó, ta nói cho ngươi biết. Vị giác của mình ngươi, không đại diện cho vị giác của ta đâu nhé. Được rồi, hai người, đừng cãi nhau nữa. Ngươi nghĩ ta đang cãi nhau à? Ngươi không cãi lại được ta, ngươi dén sao? Được rồi. Sư huynh, ta có câu hỏi. Ông chủ này, xin hỏi tre của ông bán như thế nào? 500 lượng. 500 lượng. 500 lượng.
500 lượng phải không? 500 lạng này, để ta thêm cho ngươi 1.000 lượng. 1.500 lạng này, đủ rồi, đủ rồi. Bán hay không? Bán mà. Đệ đệ, loại người này phải làm vậy mới vừa. Tài Lanh, muội thấy sư huynh ta đâu không? Không thấy Bảo Ca đâu hết. Mới đây mà đâu mất rồi? Qua đó xem. Hay là huynh ấy về rồi? Đệ đệ ngốc, trên đời này có nhiều thứ không phải cứ nói đạo lý là được, mà phải dùng tiền để giải quyết. Tránh ra đi. Các người là ai vậy? Tránh ra. Tôi không quen các người. Thả cô ấy ra. Gì đây? Lo chuyện bao đồng mà. Ta không rảnh phí lời với các người. Ngươi là Nghiêu Mẫn Mẫn. Phim được dịch, thuyết minh và lồng tiếng tại phim châu Á. Nghe nói muội bị đuổi đi vì Hoa Sang Sang. Huynh nghe ai nói vậy? Giang hồ đều đồn thế mà. Nói nhảm. Thật ra một mình cũng rất tốt, tự do tự tại. Ta nghe nói Duyệt Tuyệt đã điểm thủ cung sa cho các muội. Có thật vậy không? Huynh xem, có đâu? Không có thật này. Vậy cô không phải? Huynh nghe ai nói nhảm vậy? Đêm nay trăng tròn thật đấy. Rốt cuộc Huynh muốn nói gì? Cứ vòng vo Tam Quốc. Ta cũng không biết. Phải rồi. Còn chuyện này nữa. Sau này muội biết tin gì chưa? Gia Lật Thành Long cùng với Hoa Sang Sang đó, sau khi bị Tước Vô Thần đánh rơi xuống vách núi, bọn họ đã bình an quay về môn phái. Vậy Tước Vô Thần đó cũng đâu đến mức đáng sợ? Bọn họ còn sống sao? Hết cả hồn. Gia Lật Thành Long với Hoa Sang Sang đang ở đâu? Liên quan gì tới ngươi? Làm phiền rồi. Ta chỉ sợ ngươi không biết Vạn Độc Môn ở đâu. Sao ta lại không biết chứ? Chính là thị trấn phía trước, cách đây 20 dặm. Ngươi là ai? Ta là đại phu chuyên trị người điên, phải đi xem bệnh đây. Không ngờ Thánh Y Môn các muội lại có chiêu thức lợi hại như vậy. Còn phải nói sao? Qua đó xem sao. Đi. Thành Long, sao rồi? Thành công không? Thành công mỹ mãn. Là cái này sao? Cũng được ha. Mau cho thuốc vào xem. Bỏ vào đi. Có cần cho nhiều hơn không?
Muội làm gì vậy? Tính lấy mạng hắn luôn hả? Thì muội muốn lấy mạng hắn mà. Lấy mạng hắn là ưu tiên hàng đầu của muội đó. Nhưng lúc trước muội đâu có nói vậy. Muội luôn nói vậy mà. Là huynh không hiểu muội thì có. Lấy được thuốc giải, muội xử hắn. Không lấy được thì muội cũng xử hắn luôn. Huynh không muốn cùng muội đấu đá tranh giành. Huynh chỉ muốn cùng muội sống vui vẻ qua ngày thôi. Muội biết huynh yêu muội. Nhưng đây là nguyện vọng của muội. Muội nhất định phải thực hiện nó. Không đưa. Đưa cho muội. Đó lấy đi. Sao lại giận rồi? Muội không có giận. Được rồi bé yêu. Ôm một cái nào. Không ôm. Thôi mà, huynh biết lỗi rồi. Hoa Sang Sang ơi là Hoa Sang Sang. Nghe lời muội. Quá là sai lầm rồi. Thành Long, huynh đang làm gì vậy? Huynh đang giấu cái gì vậy? Đây là đèn thần. Thuyết minh và lồng tiếng tại Kim Châu. Có phải là cây đèn có thể biến thành thần tiên trong truyền thuyết không? Đúng, đúng vậy. Vậy huynh biến cho muội xem đi. Để ta thử xem. Một, hai, ba. Có thần tiên thật nè. Tước vô thần. Không ngờ hôm nay người thật sự đến. Chúng ta gặp lại nhau rồi. Không ngờ hai người rơi xuống vách núi mà vẫn còn sống. Bớt ở đây nhiều lời đi. Mau giao thuốc chuyển giới ra đây. Thì ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Tha cái gì chứ? Hôm nay ta muốn lấy cái mạng của hắn. Cần thuốc giải. Cần mạng. Cần thuốc. Cần mạng. Thuốc. Cần mạng. Thuốc. Cần mạng. Thuốc. Mạng. Thuốc. Mạng. Rốt cuộc các ngươi cần thuốc giải hay cần mạng? Bớt phí lời đi. Thủ hạ bại tướng Thành Long, mau sử dụng cống tinh thuật. Được. Tìm thấy rồi. Tên khốn này. Đây là độc gì vậy? Độc cống tinh. Mau giao thuốc giải ra đây. Thật đáng tiếc. Giảm liều độc rồi sao? Không có mà. Tiếp chiêu. Sư tỷ muội đến để đền tội đây. Là hai tên các ngươi. Hai người không sao chứ? Lấy mạng hắn cho đệ. Mẫn Mẫn, hãy dùng kiếm pháp mới đi. Hai người luyện kiếm pháp từ lúc nào vậy? Kiếm pháp đêm qua chúng ta luyện tập. Mỗi phút. Mỗi giây. Xem ra bọn họ có gì đó. Như lai nhãn của kiếm pháp. Đánh lén ta sao? Ngươi là
Giang, Uyển, Nhi, đệ đang làm gì vậy? Mau lấy mạng hắn đi. Làm sao ngươi biết tên mẹ ta? Thành Long, ta là phụ thân của con. Làm sao để chứng minh ngươi là phụ thân của ta? Nếu ta không nhớ nhầm, con có một nốt ruồi trên mông. Có điều, Gia Lục bảo trên mông có hai cái. Đừng nghe hắn nói bậy, mau lấy mạng hắn đi. Làm sao ngươi có thể chứng minh ngươi là phụ thân của ta? Ngươi có nói được không? Bên trái ta có một nốt, bên phải của ta cũng có một nốt, ở giữa cũng có một nốt nữa. Đúng thật là phụ thân rồi. Phụ thân, phụ thân. Là người thật sao? Tỷ không sao chứ? Phụ thân. Sư tỷ, chúng ta nên làm thế nào đây? Người mà ta thương, không ngờ lại là con trai của kẻ thù hại cha của ta. Ông trời ơi, tại sao? Phụ thân, Thành Long, huynh lừa ta quá thảm rồi. Nhận kiếm của ta đi. Phim được dịch thuyết minh. Đệ đệ, con trai, huynh lại dám lừa ta. Chúng ta không thù không oán với ngươi. Tại sao ngươi lại ra tay tàn độc tới như vậy? 10 năm trước có một người tên là Hoa Long, là ông đã giết ông ấy. Ông ấy là phụ thân của ta. Đỡ lấy. Dừng tay. Sư phụ, mẫu thân, Sang Sang, đi thôi, đi sao? Mau nói rõ ràng mọi chuyện cho ta. Nếu không thì không ai được phép ra khỏi đây. Được thôi, Sang Sang, mau bái kiến Độc Vương đi. Mẫu thân, phụ thân, chuyện này là sao? Được rồi, vậy để ta kể đầu đuôi mọi chuyện. Năm đó ta đuổi theo yêu hồ, đuổi đến bờ sông, nhìn thấy mỹ nữ đang tắm. Nhưng thực ra đó là yêu hồ. Không ngờ môn chủ Thánh Y Môn cũng đang nhìn trộm yêu hồ tắm. Tôi nhờ hắn giúp bắt yêu hồ. Kết quả, hắn ta nói hắn đến đây để bắt dân tặc, đánh ta ngất đi trước mặt yêu hồ. Sau khi tỉnh dậy, ta lại thành ra điên điên khùng khùng, không nhớ được gì cả. Sang Sang, qua đây. Sang Sang, con đứng ở đây, đếm đến năm, đợi cha về được không? Con đếm xong thì cha sẽ về ngay. 1 2 3. Mẫu thân, đây là sự thật sao? Một mình ta cũng đâu dễ dàng gì. Nếu để thiên hạ biết cha con là kẻ háo sắc, làm sao có thể bảo vệ được thanh danh của Thánh Y Môn? Cha con cũng do yêu hồ hại, ta lại đổ lỗi cho Độc Vương. Vốn dĩ ta muốn gả con cho Gia Lập Thành Long, nhưng bây giờ mọi chuyện muộn màng rồi. Ta không còn mặt mũi nhìn đời nữa. Ta chỉ muốn nhanh chóng kết thúc mọi thứ. Sư Thái, thực ra mọi chuyện không tệ như người nghĩ đâu. Bảo vệ con mình không có gì là sai. Hơn nữa bây giờ cha con cũng về rồi, mọi người đều ở đây là tốt quá rồi. Cha, cha mau lấy thuốc giải ra, đưa ra đây đi. Ta đi nhiều năm như vậy, lấy đâu ra thuốc giải? Con trai, đáng ra từ đầu nên lường trước điều này. Sang Sang, thời gian không còn nhiều nữa, chúng ta thành hôn đi. Đêm xuân một khắc, đáng giá nghìn vàng. Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa. Từ khoảnh khắc này,
mọi thứ đều đáng giá ngàn vàng. Con trai à, con trai. Cha, con trai, đây là dầu thần Tiêu Dao gia truyền nhà ta. Dầu thần có thể giúp con một đêm không ngủ. Nhưng mà cha, bây giờ con là nữ nhi rồi. Con cứ lấy đi, thử xem sao. Lỡ đâu. Được. Không tiễn nha. Chúng ta tiếp tục nào. Sư huynh, huynh đến đây làm gì? Ta có đồ tốt cho đệ này. Thế nào? Hứng thú không? Hơi bị đã đó. Đệ không cần đâu. Sư huynh, giữ lại dùng với Nhiều Mẫn Mẫn đi. Cha nhích qua kia chút được không? Lần nào cũng để con xem trước. Nhích qua chút coi, cha bớt bớt đi. Các người xong chưa? Mau lượn dùng. Đi thôi. Cái đám khủng này. Phim được dịch Thuyết Minh và Lồng Tiếng tại Phim Châu Á. Thành Long, mau tỉnh đi. Thành Long, huynh xem muội là ai này. Chúng ta còn sống sao? Huynh xem, muội bình thường rồi, không bị đổi nữa. Chắc chắn là tình yêu của chúng ta cảm động trời cao. Có thể nào giải thích y học chút được không? Chắc là do chúng ta đã dùng thuốc gì đó. Thuốc hả? Dầu thần Tiêu Dao trừ được bách độc.